Bà có làm sao bà nói đi, bà thấy trong người bà làm sao, khỏe được không? Không khỏe được thì bà nói đi tôi biết chừng nào bà đi. Không phải ý của tôi như vậy nè, tôi thấy bà nằm hoài à, bà kêu tôi qua đây bà tâm sự, thấy bà nằm mà xây mặt qua bển mà không nói tôi tiếng nào hết trơn trụi á. Ôi thần linh ơi. Sao thấy người khỏe được không? Không khỏe được để tôi mở kinh cho đi cho lẹ. Trời ơi, cái gì mà muốn siêu thoát tôi sớm vậy trời? Chứ tôi thấy bà giật dưỡng quá à. Tôi bệnh mà. Ừ. Không giật dưỡng sao được. Mệt quá mà. Mà tôi nói nghe. Sao? Người ta chỉ là bệnh này kỵ nắng kỵ gió. Cho nên tôi phải bịt kín mít vậy nè, không có đi nắng gió được. À giống như là không có cho gió mái nó nhập vô người. Ờ. Nắng cũng không có lẹn lỏi vô. Đúng rồi đó, tôi nói bà nghe, mình làm gì làm mình phải đi khám bác sĩ. Bác sĩ họ khuyên mình tất cả đều là đúng hết. Họ muốn cho bệnh nhân của họ mau lành bệnh, bởi vậy mình phải nghe lời bác sĩ. Ôi thần linh ơi, chưa có khám. Bà chưa khám bác sĩ? Chưa. Vậy ai kêu bà là phải kiêng nắng kiêng gió? Bà tám bán cá. Ủa còn khỏe khỏe đi ra ngoài mua đồ, rồi bà nói là bệnh bà là phải về nhà kiêng nắng kiêng gió, đừng có ra đây bệnh nặng hơn. Tôi về tôi chùm kín mít luôn à. Ôi thần linh ơi, nghĩ làm sao bệnh mà không đi khám bệnh mà đi nghe lời bà bán cá. Chắc bà khuyên bà là đừng đi ra nắng, đừng có đi ra gió, mà phải ăn cá nhiều một chút, đúng không? Ôi thần linh ơi, bà không cấm luôn ăn cá. Chứ bà kêu ăn cái gì? Kiêng luôn, không được ăn gì hết á. Dạ tôi mở kinh cầu siêu cho bà được rồi đó. Sao vậy? Không cho ra nắng. Ờ. Không cho ra gió. Ờ. Không cho ăn gì hết. Ờ. Chết chắc. Ôi thần linh ơi. Nhưng mà bà biết sao tôi không đi khám bác sĩ không? Sao? Trời ơi có nguyên do hết. Để tôi về qua bà. Thấy chưa, kiên gió làm chi, giờ cũng bị gió nhập mà ho. Tôi không biết tôi bệnh gì mà nghe bệnh cái là phải ho cho người ta biết mình bệnh. À. Thôi ngồi xuống đi. À. Cái gì đâu mà đau khớp có chút xíu à, mà sao trời ơi cái gì đâu mà hành dữ vậy trời. Ôi thần linh ơi. Nữa hả? Biết sao mà tôi không đi khám bác sĩ không? Sao cái biết gì nó không? Không phải, cái gì nó cũng có nguyên do của nó hết á. Bác sĩ bây giờ làm việc á, làm ăn mình không có tin tưởng được. Giống như nè, tôi coi báo kìa. Nhỏ bị gì đâu. Mệt mệt xíu thôi tự vô cắt luôn hai thận của con nhỏ. Nhỏ tự nhiên đang bị bên cái chân trái, bị thương chân trái vô cắt cái chân phải. Rồi mổ làm sao để quên cây kéo ở trong bụng. Tôi nói thiệt với bà, tôi đâu có biết được là số tôi xui hay là hên. Nhiều khi bây giờ số tôi nó thúi hẻo, tôi gặp bác sĩ lăng băm rồi sao nó làm gì tôi là tôi chết. Thà là bây giờ tôi bệnh tôi chết ở nhà còn nguyên vẹn nguyên xác, còn tự giờ đi vô chổng nó mổ xẻ tôi sao tôi được, đúng không? Ôi hoài linh. Người ta đi đóng hài, không có chọc lẹo gì bà nghe. Ôi thần linh ơi. Tôi thấy bà hình như là ngoài cái bệnh đó bà còn một cái bệnh bị truyền nhiễm đúng không? Truyền nhiễm gì? Nhiễm cái phim kia cái gì cô dâu gì đó. Đi làm ơn đi bác sĩ giùm cái đi. Ừ đi. Tiếc tiền đúng không? 500 ngàn hôm bữa tôi cho bà mượn, bây giờ tôi cho bà mượn thêm 500 nữa cũng được. Ôi thần linh nữa ơi. Hả? Tôi còn thiếu bà 500 ngàn đúng không? Bà nhớ bà nhắc. Chứ để mai mốt mà lỡ có chuyện gì rồi thôi tôi mà, chết thôi. Đi xuống dưới rồi thôi, ai mà trả đừng cho có nói bà như vậy. Đừng có nói nè như... Múp ơi múp. Không thôi bây giờ vậy. Ừ. Coi như tôi có xuống dưới trước đi nữa, tôi giữ 500 ngàn của bà rồi bà xuống dưới sau tôi trả nghe. Chủ nhiệm chết chết mình đi.
coi như 500 đó tôi phúng điếu cho bà đi. Đúng rồi. Cứ bạn bè vậy đâu mà chết rồi lo nhỏ theo à. Chết chung cho có tụ, chưa có chồng á. Chết đúng. Thí thôi bạn bè thì cục. Đi về đi. Từ từ đi. Không trời ơi, đi đây chắc hơi tôi tức tôi chết quá. Nè. Cái gì đó? Ôi, dầu xanh ơi. Tôi đem qua cho bà bóp tay bóp chân á, bà không chịu đi bác sĩ thì bà bóp giùm tôi một cái. Khổ ghê vậy. Ôi, thần linh ơi. Khoan, ve vô, ve vô. Ôi thần linh ve vô. Mỗi lần mà ôi thần linh là người ta đi chậm lắm, bà đi như xe tăng ủi vậy. Làm lại hả? Trời ơi. Ôi thần linh đi luôn à, thôi đi. Đi bình thường đi. Bình thường đi chứ tôi mệt, bà thấy bà đi tôi mệt quá. Ôi da. Mình ơi. Mình ơi, Mình ơi. Mình ơi, Mình. Mình ơi. Bà đâu rồi, Mình ơi. Bà đâu rồi? Mình ơi. Không đây. Bà này đi đâu ta? Trời ơi. Mình ơi. Gì vậy? Ôi. Mình ơi. Bà đâu rồi ta? Ông ơi, ôi thần linh ơi, ôi thần linh ơi, chồng em về rồi. Ô trời ơi, ông hai ơi, ở đây nè. Chị Bình chậm ơi. Thôi, cái gì vậy? Các bạn nghe nè, tôi mới có một cái. Ông xin lỗi, có cái tin hay lắm. Cái gì? Tôi lên Facebook. Quăng hình bà lên. Trời ơi, nó like má ơi luôn. Trời ơi. Nó like tít tít hoài luôn. Trời ơi. Người ta chia sẻ với bà quá trời. Trời ơi, cái hình tôi câu like tốt dữ vậy. Quá bà. Luôn bà ơi. Tôi nói trời đất ơi, ta nói cái chứng bệnh của bà. Người ta tìm, người ta giúp bà luôn. Trời ơi, nhưng mà cái số thứ tự ông ghi làm sao? Cái số thứ tự, cái gì có FTT đó, anh ta đột cái gì xì ta tết đó, xì ta tết nó ghi, ông ghi cái gì? Tôi ghi là nàng công chúa đẹp. Nàng công chúa đẹp, đang bị bệnh hả? Đúng rồi. Rồi người ta vô, người ta chỉ hả? Người ta nói là trị căn bệnh của bà nó rẻ tiền lắm. Ôi thần linh ơi, mừng quá, chị rẻ tiền là được rồi, nhưng mà uy tín không? Ở châu Phi á, hàng độc không, hàng sách tay. Ơi cái này kêu thần linh không được rồi, chắc ôi hoài linh ơi. Hoài linh có giúp được không á? Chưa biết, cái đó hên xui. Tôi nói người ta trị cho mình hết 100% mà rẻ tiền nữa. Nhưng mà đi sao khó khăn quá vậy? Có địa chỉ luôn. Địa chỉ luôn hả? Ừ, bà mở bà coi đi, bà mở bà coi bà biết đó. Mà uy tín đúng không? Uy tín 100%. Trời ơi, từ nãy giờ có điện thoại vậy mà đưa tôi coi, nó nằm vậy nè, ba ơi, hèn gì hết, cái gì nó chuối chuối cái đầu xuống từ nãy 11 giờ. Mà mua cho tôi cái xịn xịn cái này cùi bắp quá. Cùi bắp cái vậy này cũng lướt lướt như ai nè. Lướt mà mỗi phần lướt tôi phải nắm được kéo vậy nó mới lướt được. Nó hơi bị liệt, nó phím xíu thôi, mình cứ đè đó, nè, kéo qua vậy là được liền gì đó. Đây đây, bệnh viện Ô La La. Ô La La. Ừ nè, đúng rồi nè, cái chỗ này nó nói tốt dữ lắm nè, phải không? Đúng rồi. Trời ơi, người ta comment quá trời. Biết nè. Bao nhiêu người ta trị hết bệnh tại chỗ này không? Ôi trời ơi, tốt quá ông ơi, cái này uy tín quá. Ôi xin lỗi, quên xin lỗi, trời xin lỗi. Cái uy tín quá, bây giờ mình đi liền đi. Đi liền. Vô dọn đồ đi liền đi, cho tôi sẽ hết bệnh. Tôi sẽ trở thành một cô gái 20 tuổi, tôi trẻ trung, tôi xinh đẹp, tôi quăng hình tôi lên Facebook. Trời, lúc đó là bao nhiêu lượt like. Trời ơi, mừng quá. Ôi thần linh ơi. Không, tao đi trị bệnh với ôi thần linh hoài. Bây giờ mình đi lên bệnh viện Ô La La. Ôi trời ơi,
cái gì mà ế dữ vậy trời. Mở phòng mạch từ sớm mơ tới bây giờ không có ai lại khám bệnh, ngủ 8 giấc mà cũng có ai hết trơn. Ôi trời ơi. Ba la si bùa lắng tặng. Ba la si bùa lắng tặng. Trời ơi, rốt nó có bớt xui không? Xui gì mà xui quá trời quá đất. Tới chưa ông? Trời ơi. Trời ơi, mới đốt có chút xíu có khách liền. Trời ơi, vô đi. Dạ con mời, dạ con mời. Dạ dạ. Dạ mời hai bác vô đây. Dạ mời hai bác vô. Trời dạ, bác ngồi đây. Khoan, bà đứng đây đi. Đứng yên đó nghe. Thì tôi lấy ghế. Dạ, bác. Rồi, mỗi người một ghế, không ai giành ai nha. Trời đất ơi. Cẩn thận. Rồi, bác ngồi đây. Khám bệnh phải không? Dạ. Chờ chút xíu. Trời ơi, công việc đăng đê. Ê, hộ lý. Phòng số 2 kêu chích thuốc. Trời ơi, y tá, phòng số 8 người ta truyền nước biển kìa. Trời ơi, còn có cô nào không? Phòng số 9 người ta đòi ăn đút cho người ta ăn luôn. Trời, ăn cháo chứ ăn cái gì bà. Trời đất ơi, rồi còn phòng 105, 102, 190 mấy cho xuất viện hết. Trời đất ơi, bây giờ tôi nói là kêu bằng mà bây giờ khách vô nộp luôn. Mà cái gì cứ lưu bệnh kiểu này rồi khách mới đâu mà người ta vô chỗ mà người ta ở. Cho xuất viện hết cho tôi, xuất viện hết. Nhanh. Ông ơi. Gì? Nãy mình đứng trước cửa, mình thấy đây nó nhỏ xíu à ha. Tưởng đâu cái nhà nó nhỏ lắm, ai ngờ trong này nó rộng dữ, tới 100 mấy chục phòng. Trời ơi bác, 100 mấy chục phòng là chưa, 200 mấy lận. Trời ơi. Bác sĩ ơi, cho hỏi thăm coi. Dạ sao? Ở đây nghe đồn đâu là bác sĩ châu Phi, châu Á không? Gì vậy? Bác. Cho tôi ngồi dê dê, rồi tôi nhìn. Rồi, sẵn sàng, bác để con, bác để con. Một cái là gọn bân liền, có cái gì đâu. Bác có sao không? Ơi, hơi sợ hết hồn thôi, không sao. Khỏe mà đâu sao khỏe. Thấy bác này là mới mệt nè. Bác. Nó vậy chứ bác đừng gọi bác sĩ. Kỳ lắm. Tại biết sao? Đừng có gọi nó là một cái gì nó cụ thể, biết sao không? Con là con kết hợp là đông tây y, tức là đông tây kim cổ là làm hết. Kêu bằng mà bệnh gì trị cũng được á, đừng có gọi gì là cụ thể. Đây khám liền. Gọi bằng thầy hả? Muốn gọi cái gì cũng được. Ngồi yên khám liền. Ngồi yên, để coi. Ngồi yên. Hít vô. Thở ra. Rồi cái bụng này là sơ gan cổ trướng chắc luôn hả? Trời ngồi yên coi, mở mắt to hết cỡ rồi. Trời ơi chết cha, cái con mắt sụp mí về là kêu bằng mà bù lạch ăn rồi, con mắt tiêu luôn, hai con tiêu đều luôn. Trời ơi, mới khám sơ sơ thôi là thấy hai món rồi đó. Khoan. Dạ dạ. Đây sao? đây mới... Sao yên tâm, bác yên tâm, để tôi trị cho bác trai dứt điểm có. Bác yên tâm. Đây mới bệnh, bên đó là người đưa đi khám bệnh. Vậy hả? Dạ. Đây khỏe, bên kia ốm. Đừng có ỷ y, đừng có khẳng định là mình khỏe. Trời đất ơi, thấy mạnh sân sẩn vậy một cái, gió độc nó ngang một cái lật ngửa ra chết liền hồi nào không hay. Trời ơi, đừng có giỡn, thấy vậy chứ không phải vậy đâu nghe. Lúc đó hả hay, bây giờ bả bệnh. Ồ vậy hả? Thôi được rồi, vậy ngồi yên đây. Đừng có... Bác sĩ anh nói có duyên quá ha. Yên tâm, trời đất ơi, chứ sao trời vui vẻ mà nó vừa lòng. Đây nè, thấy không? À, rồi bây giờ bệnh phải không? Bác sĩ ơi. Sao? Tôi đọc ở trên cái chỗ gì ông này ông đưa. Facebook đó. Thì tôi thấy là ở chỗ này đó công nghệ hiện đại lắm mà. Đúng rồi, tao nói khổ. Đó là... Tối tầng lắm, tối yên tầng tâm. À. Mà tao nói khổ ghê, tao nói bệnh nhân là đến là trị không hết. Nó không có giờ nghỉ luôn, bở hơi tai luôn mà không biết nổi gì. Quăng lên Facebook chi không biết, tao nói bây giờ nó... Hoàng xí đi, tôi thấy tối tân đâu, tôi thấy nó đơn giản quá vậy. Bác nói vậy là bác không hiểu rồi. Đấy nè, nãy giờ ngồi không thấy hay sao vậy trời? Cái này hả? Nè. Cha, cái này nè ông ơi. Sao bà? Hiện cái đại. Này là y chang như ở trạm y tế phường mình nè ông. Trời ơi, nói tầm bậy, tầm bậy, ninh. Y tế phường cái gì? Hình thức bên ngoài nó như vậy, nó giống nhau nhưng mà nội dung bên trong nó khác nè bà ơi. Nè bà coi giùm tôi cái đi bà. Trời ơi ông ơi. Thấy chưa? Đúng rồi ông ơi. Thấy rồi phải không? Y chang trong phường. Trời ơi, không phải cái này bà ơi, lộn rồi. Tôi lên trển tôi hay chích ngừa lắm tôi biết. Nói nhiều quá. Đây nè. Gì vậy? Đây thấy à? Đó, bà có thấy cái y tế phường nào mà nó có cái đồ nghe mà nó có ba cháu như vậy không? Hai cháu là tôi đeo đây, một cháu tôi ngậm đây tôi khám bệnh. Ủa chơi gì vậy bác sĩ?
Ủa sao phải ngậm hả bác sĩ? Trời ơi khổ ghê á. Hiện đại tốt tân là ở chỗ này. Hai cái này là để nghe, còn cái này là biết làm cái gì không? Làm gì? Nếm vị bệnh. Vậy mà tôi tưởng là hai cái này để nghe, còn này để hát chứ. Tầm bậy. Nếm vị bệnh ngậm vô một cái là nếm sơ qua một cái là biết bệnh gì liền. Rồi bây giờ không có nói nhiều. Đứng lên. Đừng làm, trời ơi, bả đau đó. Biết rồi, bả đau đó. Đau thì mới tới đây khám bệnh chứ khỏe tới đây làm cái gì? Không ơi, cứu tôi không ơi. Đau quá. Nằm yên đó. Không có rên la gì hết trơn đó. Chỉ cần một động tác nhẹ nhàng, một cái quăng lên là biết bệnh gì liền. Đau lắm phải không? Đau quá. Đau dữ lắm, như vậy là bệnh tim rồi. Hả? Bệnh tim. Bà bị còn sắm. Trời đất ơi, đừng có đụng tới chuyên môn của người ta. Bệnh tim nó lây qua cột sống. Là bệnh tim và cột sống luôn, hai món luôn. Rồi bây giờ khám bệnh. Ra cái. Ấm là gì bác sĩ? Trời, là phạch cáo ra gì nè mới nghe được. Thôi tôi mắc cỡ lắm. Cái gì? Bác sĩ ơi, ông ấy để tôi cho. Khổ ghê vậy. Ông có bệnh không mà ông ấm ầm giùm bả. Có nói nhiều quá, bây giờ có muốn khám bệnh không? Muốn. Rồi thôi, để vậy tôi khám luôn cũng được nữa. Dạ vậy hả? Đây nè, phải ngậm cái này vô mới nếm bệnh được. Chết cha. Chưa nha, chúng đây nha, nãy giờ đang khám cái tay. Ủa vậy hả? Trời ơi, cái tay để đây làm chi vậy, khám cái bụng mà. Có biết. Chưa có nghe. Rồi thôi, giờ vậy nè. Gắn cái này vô. Nghe được hết rồi, mà bây giờ muốn hỏi một điều nè. Là bây giờ tình hình tài chánh nó thuộc ở cái dạng nào? Ý tôi muốn hỏi là gia đình thuộc dạng là trung lưu nè, rồi hạ lưu nè, rồi hay là thượng lưu nè đó. Hạ lưu. Xin bạn. Sao? Bà hạ lưu hả? Dạ. Bà nói hạ lưu, nó nói mình hạ lưu đê tiện. Cái gì? Hạ lưu đê tiện, mình phải là trung lưu. Không có, mình nói hạ lưu đi để có gì bớt tiền giảm cho mình. Chứ bây giờ nói trung lưu là tiền nhiều lắm. Nó kêu dễ mình. Cái dễ kệ đi, nhưng miễn sao không có tiền. Đẳng cấp mà. Xong chưa, trời ơi, bao nhiêu bệnh nhân người ta sắp hàng, người ta chờ ở ngoài kia. Bây giờ có thượng lưu, hạ lưu hay cái gì? Dạ, một phút nữa, một phút. Thầy ngồi bệnh nè. Dạ. Cố gắng lẹ giùm cái. Thầy xem xong đúng không? Nào thắng quyết định. Ok. Rồi, 1, 2, 3. Rồi, tôi thắng. Rồi. Thượng lưu. Ok. Dạ. Thượng lưu. Thượng lưu. Trời đất ơi, quý quá. Dạ, chào quý bà. Dạ, chào quý ông. Dạ, rất hân hạnh được phục vụ quý ông và quý bà. Nãy quăng đây đau lắm bà. Chết cha, đau hả? Đau. Tỉnh ra. Trời ơi, xin lỗi nha. Trời ơi, cưng gì đâu. Trời ơi, tục tưng xin lỗi. Dạ, xin lỗi luôn. Này dạ. Chỉ là vợ của thượng lưu thôi. Dạ, vô cùng xin lỗi quý thượng lưu. Dạ, không phải là nặng tay đâu. Nhưng mà đó là cái phương thức mà khám bệnh của cái chỗ này nó là như vậy à. Dạ, vô cùng xin lỗi. Khác không ha? Dạ, bây giờ là mình lấy thuốc luôn nha. Dạ, dạ thuốc. Ủa, đây. Khỏi tha khám hả? Trời ơi, khám nãy giờ là biết hết rồi. Trời ơi, giỏi mà. Cứ bằng mà sơ sơ một cái là biết bệnh liền. Thuốc. À dạ. Dạ. Nhiều. Dạ, rẻ lắm bác. Nhiều. Dạ, 5 triệu. Dạ. Ủa sao vậy? Như đây 5 triệu. Trời ơi, mình thượng lưu mà có 5 triệu mà lo gì. Bác yên tâm đi, cái thuốc này tốt lắm. Uống vô một cái trị bách bệnh luôn. Không những là bác gái uống, bác về bác uống không bệnh nó cũng hết nữa. Hết không? Hết. Nhưng mà 5 triệu là mình uống một lần là hết không? Hay là phải uống nhiều hủ? Trời ơi, tôi nói là trị dứt bệnh, bao trọn gói, không cần phải uống nhiều lần. 5 triệu. Dạ. Sao? 5 triệu đúng không? Dạ. Mình thượng lưu mà lo gì? Lưu. Đúng. Bớt được không? Nếu trời mà mình xuống hạ lưu mình có được bớt. Hạ lưu lấy thuốc lại luôn, không cần bán. Không cần đưa bạn. Đây. Đừng nói hạ lưu, nó kêu hạ lưu đê tiện. Không dám. Dạ. Vậy mình chung lưu mình bớt 1 triệu được không? Dạ, không có trả giá. Mắc quá à, ông ơi. Vừa đủ tiền luôn vậy đó hai bác, trời ơi. Dạ rồi, cảm ơn hai bác rất nhiều. Bây giờ lấy tiền rồi phải không? Dạ. Ẩm tôi xuống. Không. Dạ sao? Vợ tôi để tôi nhiều. Dạ không cần, bác để con. Thượng lưu mà mình phải phục vụ tận tình chứ bác. Đúng tránh rồi. Ra. Rồi, hồi nãy dạ. Nó quăng tôi như chó mà. Đó, đúng rồi. Trời ơi, đứa bằng quá nó té mà. Tao dậy là sao đứa nào nặng nha. Dạ, đứa nó té. Trời ơi. Thôi đi, qua đây rồi ngồi chút đi trời, tôi thấy bà tôi khổ quá trời rồi.
bà cũng gán gán cho bà gậy nặng quá, tôi chịu không nổi. Ờ, giờ chân tôi đi không nổi. Khoan, để tôi ve vô trước rồi bà vô sau. Từ từ, từ từ. Rồi ngồi xuống coi. Gì vậy? Mong tôi giờ ngồi không được rồi. Nó đâu, làm lại một lần nữa coi. Từ từ nghe, làm lại một lần coi. Sao bà không kêu thần linh? Ôi thần linh ơi, giờ bà muốn ngồi ở đâu bà nói đi. Giờ ngồi lên đùi đi cho nó êm. Trời ơi, đây banh cái chân ra. Ngồi lên. Ôi đỡ đau không? Đỡ không? Rồi nè, làm miếng thuốc đi. Không uống đâu. Thuốc gì đâu mà uống cả tuần lễ rồi không có hết bệnh gì hết trơn hết trời á. Mà nó còn nặng thêm nữa, không thấy không, mặt mũi tôi bây giờ nó sưng rồi. Chân tay bây giờ nó cũng đau, bây giờ thiếu điều cái mông tôi nó ngồi không được nữa đây nè. Tôi nói cho bà nghe, bà ráng đi uống, mua tới mấy triệu lận. Uống đi cho nó hết đau, bà hết đau cái giò tôi nó mới đi được. Làm sao giò mới đi được? Bà ngồi kiểu này ông nội tôi chịu không nổi nữa. Cầm đi. Không uống mà. Uống đi, uống cho nó no. Làm gì no? Ví dụ không trị bệnh nó cũng no, khỏi mất công ăn cơm. Ừ. Nè, mình ơi, mình hãy cố gượng dậy mà uống vài viên thuốc. Ơi. Ôi thần linh ơi. Đi đâu hả? Đi đâu hả? Thấy ghê quá à. Nghĩ gì ghê? Già rồi mà tự nhiên còn tình cảm gì. Mắc cỡ đi về. Đi vô đây bà ơi, xót xa xót xa. Bà vô đây bà nội. Chị ngồi xuống coi. Cái gì đâu mà người này ngồi chồng lên người kia vậy? Bà nhà tôi bà bị bệnh, bà ngồi không có được, đau tới mông. Phải lấy cái đùi kê cho bà ngồi. Không gà gán rồi bà, để bà nói. Để tôi đi, tội nghiệp. Khoan khoan, để tôi rút cái giò. Quá trời, tê quá trời. Hớp ơi, Hớp là bạn tốt của Hớp đúng không? Đúng rồi. Cho ngồi ké cái múp ơi. Đó. Ê, bên này êm hơn à nha. Sao, khỏe chưa? Chưa khỏe bà ơi, nó bệnh nặng hơn nữa. Ôi, giờ ngồi không được bà ơi. Vậy sao bữa nghe nói đi khám bác sĩ gì rồi? Đi khám rồi. Ông thầy đó, ông nói tôi bị tim. Bị tim? Bị xương. Bị xương. Nói chung ông nói tôi bị bệnh hầm xà lằn sáng cấu gì luôn. Hầm xà lằn sáng cấu là nói chung là bấy bộ đồ lòng. Bấy rồi, bấy nó rồi. Được rồi. Cho nên bây giờ cho thuốc uống. Mà uống một tuần lễ này rồi mà nó không có hết. Nó càng ngày, nó càng nặng. Gì vậy? Bà đánh răng chưa vậy? Trời ơi, đừng có giỡn, bệnh chứ xà xẻ lắm. Nó nhẹ nhẹ. Qua đây ngồi nè mình. Nhẹ nó nhẹ, tôi nghe cái mùi này nó hắc hắc á. Mùi gì? Mùi nó hắc lắm. Tôi thấy hình như nó hắc hắc ở đâu đây nè. Hắc cái gì? Uống thuốc đi. Ê, nhà có kho mắm không vậy? Sao bà á dữ vậy? Tao gán dựa vô đi. Nè, uống miếng thuốc coi. Không uống đâu. Gán uống đi. Không uống. Gì bà? Thuốc mua mấy triệu đó. Trời ơi, cái thuốc gì mà thấy ghê vậy? Mấy triệu của người ta mua của thôi quá. Rồi cái mùi như mùi mắm vậy đó. Cái thuốc này nó quý lắm, bà biết không? Sao nhìn quen quen ta? Nè, thuốc này ta lấy ở dưới đá ngầm á, đem lên cả ngàn năm á. Tôi nhìn cái thuốc này quen lắm. Quen đâu quen? Thì tôi thấy nó ở đâu rồi. Đỡ chưa? Sáng. Chưa. Ê! Gì bà? Gì vậy? Cái thuốc này là thuốc giống của cha bảy gù uống nè. Là sao? Phải mua ở cái chỗ bán thuốc ô la la la. Đúng rồi. Đúng không? Trời nổi tiếng mà. Ở bên Facebook người ta đưa vô. Thấy chưa? Tôi nhìn cái viên thuốc đen thui nè. Cái nắp vàng vàng, cái hũ trong trong mà không có chữ nghĩa, không có cách hướng dẫn sử dụng. Trời ơi, chết rồi, bị gạt rồi. Gạt cái rồi. Gì? Ông bảy hồi sáng tôi mới đưa ông vô cấp cứu kìa. Ủa sao vậy? Ngộ độc. Trời đó. Ổng cũng bệnh, không biết ai giới thiệu ổng vô Facebook đó đó, Facebook đó. Cái chia sẻ, share bài, rồi like bài, rồi comment, rồi vô trong cái tiệm đó, mua thuốc uống mấy chục triệu. Ta nói uống xong tự nhiên người lên cơn mệt, nằm vật vã vậy nè. Vậy nè, xong cái gọi điện tôi, cái gọi điện thoại lên.
Alo, không nói được tiếng nào hết, thở. Tôi lật mình, tôi chạy qua nhà tôi thấy ổng nằm lật ngửa vậy nè. Tôi bế ổng vô bệnh viện. Tôi không quên đem theo lọ thuốc, tại tôi thấy để kế bên ổng. Tôi xách theo, vô bác sĩ cấp cứu, cho thở oxy đàng hoàng. Rồi á, người ta đem cái viên thuốc này ra xét nghiệm. Dưới vạch đá ngầm. Sai. Chứ gì? Đây, nguyên liệu chính làm từ khoai lang. Hả? Cộng thêm thuốc giảm đau. Cái gì? Cần mà thuốc giảm đau không được cấp phép. Cái gì? Kèm theo đó là chút xíu lọ nồi cho nó có màu đen quyền như vậy nè. Trời. Mình ơi, vậy mà nó bán cho mình 5 triệu. Ôi, thì ra là lỗi của Apple Facebook. Cái gì vậy trời? Ý ông nói là Facebook đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, tôi nói ông nghe nè. Nó chia sẻ, nó chỉ tôi cái chỗ này. Tôi biết rồi, Facebook người ta chỉ sống ảo thôi, người ta chỉ làm ảo thôi. Ông tin nó làm chi mà ông phải biết coi cái thông tin nào đúng, cái tin thông tin nào chính xác. Cái này ông làm gì ông hại vợ ông rồi đó. Mình ơi. Ôi, thần Linh ơi. Bà kêu thần Linh xuống đây hốt bà đi vô lẹ hả? À, không, không. Đi gặp bác sĩ sợ, mình. Tôi sợ chết lắm, đúng rồi. Bây giờ phải đi khám bác sĩ. Mình kêu cái gì? Ôi, bác sĩ ơi, bác sĩ ơi. Bác sĩ.